Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, đó là tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 7 năm 2020 để chúng ta có thể làm bếp, sửa bếp và di dời bếp. Thì tùy theo công việc các bạn, di dời bếp thì nó sẽ thuận cho cái ngày khác và sửa bếp nó sẽ thuận cho cái ngày khác, và thay bếp lò hay sửa bếp nó đều là khác nhau hết các bạn. À, khi mình sửa bếp, tức là mình đập ra mình xây lại gọi là sửa bếp, còn di dời bếp tức là mình đem cái bếp lò mình đặt chỗ khác gọi là di dời bếp, và xây cái bếp lò qua cái hướng tốt thì cũng gọi là di dời bếp các bạn. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài để xem thử cái ngày nào là tốt cho cái việc di dời bếp, ngày nào tốt cho cái việc sửa bếp và ngày nào tốt cho cái việc xây bếp. Rồi, mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng lắng nghe nhé. Thì trong tất cả các video tôi cũng thường hay nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta xem ngày theo tiết chứ đừng nên xem ngày theo tháng các bạn. Thì dù dần trên lịch nó đời là tháng 7 nhưng chưa chắc nó là tháng 7 các bạn. Ví dụ như trong cái tháng 7 này, từ ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 19 tháng 7 nó là tiết Sử Thử, nó là tiết của cái tháng 7. Nhưng khi mà qua đến cái ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 29 tháng 7 nó lại là tiết Bạch Lộ. Thì tiết Bạch Lộ thì nó thuộc về cái tiết tháng 8 các bạn. Cho nên cái ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày quảng vông hoặc là cái ngày kiết, ngày hung gì đó thì chúng ta nên chọn theo đúng cái tiết khí của nó. Ví dụ nó là tháng 8 thì chúng ta đặt cái cuốn sách ngày tốt trong cái tháng 8 để chúng ta tra. Còn mà nếu mà nó nằm trong cái tiết tháng 7 thì chúng ta nên đặt cái cuốn sách tháng 7 để chúng ta tra, chứ không có mà thấy trên lịch nó đời tháng 7 rồi các bạn cứ cứ tra 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 là không được. Ví dụ như cái ngày 20 và ngày 23 của tháng 7 nó là cái sát chủ, nó là bị dính sát chủ của cái tháng 8, tại vì trong tiết từ ngày 20 cho tới ngày 29 nó là tiết của cái tháng 8, cho nên là nó bị dính sát chủ. Còn các bạn để ý cái ngày 20 tháng 7 đó nó là tiết tháng 8, cho nên nó không có phải bị thọ tử nha các bạn, nó chỉ là bị sát chủ. Thì cái ngày này nó không phải là bị thọ tử mà nó lại là bị sát chủ nha các bạn, nên các bạn phải cần biết phân biệt như vậy đó. Rồi thì sau khi tôi đã biên soạn ra rất kỹ lưỡng và đã tìm ra được những cái ngày kiết để cho các bạn có thể hành sự làm mọi việc về bếp, chúng ta sẽ có quẻn quạng 3 ngày kiết để chúng ta có thể sửa bếp, làm bếp, và sẽ có 2 ngày trung bình để chúng ta có thể là sửa bếp nhưng kỵ di dời bếp. Thì cái 3 ngày kiết đó là ngày 12, ngày 24 và ngày 29. Còn cái ngày 16 và ngày mùng 4 là tôi đã xếp nó vào cái dạng trung bình, tại vì nó có hung và có kiết nhưng mà chúng ta vẫn dùng được. Đó. Và cái ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020 này là ngày Đinh Dậu, nó là hành hỏa, nó là trực trừ, nó là ngày thứ tư hàng tuần, nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 22 tháng 8 dương lịch. Vậy là ngày dương lịch của nó là ngày 22 tháng 8 và ngày âm lịch của nó là ngày 4 tháng 7 các bạn. Và bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó sẽ rất là thích hợp cho người tuổi Tỵ, người tuổi Thìn và người tuổi Sửu, và nó sẽ rất là tai hại cho người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Vậy là người tuổi Mão và người tuổi Tuất không nên dùng vào ngày này. Các bạn nên nhớ là ngày này kỵ di dời bếp nha các bạn. Và khung giờ tốt của cái ngày này là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút và từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Rồi, chúng ta bước tiếp qua cái ngày kiết. Đó là ngày 12 tháng
7 năm 2020. Ngày này là ngày Ất Tỵ, nó là trực thâu à, nó là trực thâu, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 30 tháng 8 dương lịch các bạn. Và ngày này á, bởi vì nó ngày Tỵ cho nên là nó rất là tai hại cho người tuổi Hợi và người tuổi Dần, và cái nó sẽ hợp với người tuổi Thân, người tuổi Sửu và người tuổi Dậu. Và khung giờ tốt của cái ngày này là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút, và giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục qua cái ngày 16 tháng 7 năm 2020. Ngày này các bạn nên nhớ, ngày này là kỵ di dời bếp nha các bạn, và còn như sửa bếp đồ là tạo bếp, sửa bếp thì dùng được ngày này, còn mà di dời bếp thì không nên dùng vào ngày này. Và ngày này là ngày Kỷ Dậu, nó là hành thổ, nó thuộc về trực trừ, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 3 tháng 9 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 3 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 7. Và bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó sẽ hợp cho người tuổi Thìn, người tuổi Tỵ và người tuổi Sửu, và nó sẽ rất là đại kỵ cho người tuổi Mão và người tuổi Tuất, và nó sẽ kỵ luôn người mạng Mộc và người mạng Thủy các bạn à, là nó kỵ luôn hai cái mạng đó. Rồi cái khung giờ tốt của cái ngày này chỉ có một khung giờ duy nhất, đó là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Còn giờ Mão cũng là giờ hoàng đạo, cũng là giờ có kiết tinh, nhưng mà giờ Mão nó lại là xung với cái ngày cho nên nó là phá nhật à, cho nên là nó gọi là phá ngày, giờ phá ngày thì cực kỳ hung à, cho nên chúng ta bỏ cái giờ Mão, dù rằng là giờ Mão là giờ hoàng đạo. Và ngày này thì nó lại kỵ di dời bếp nha các bạn cần lưu ý và cần nhớ giùm tôi. Rồi chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 24 tháng 7 năm 2020. Ngày này là ngày Đinh Tỵ, nó thuộc là về là trực thành, nó trực thành là cực kỳ tốt nha các bạn. Nó là hành thổ, nó là thứ sáu hàng tuần, nó nhằm ngày 11 tháng 9 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 11 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 7. Và bởi vì nó là ngày Tỵ cho nên nó sẽ hợp với người tuổi Thân, tuổi Sửu và tuổi Dậu, và nó sẽ xung với người tuổi Hợi và nó hại người tuổi Dần, cho nên người tuổi Hợi và người tuổi Dần không nên dùng vào cái ngày này. Và khung giờ tốt của nó là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút và từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Rồi chúng ta bước qua cái ngày tốt cuối cùng để chúng ta sửa bếp, di dời bếp trong cái tháng 7 năm 2020 này, đó là ngày 29 tháng 7 năm 2020. Và ngày này nó chỉ thích hợp cho di dời bếp và sửa bếp sơ sơ. Còn mà cái việc cái ngày này nó kỵ nhất là đập gia xây lại và động thổ để xây bếp là cực kỳ xấu nha các bạn, tức là liên quan tới cái việc xây cất là ngày này kỵ, tại ngày này là có là sát nhập chung cung, tức là bạch hổ nhập chung cung đó là cực kỳ là hung, cho nên là chỉ thích hợp cho cái việc di dời bếp, còn cái việc đập gia sửa lại hoặc là động thổ để xây hoặc là tạo bếp lên thì là cực kỳ hung nha các bạn. Còn cái việc nào mà không liên quan tới cái việc xây cất, ví dụ như mình mua bếp dời mà tự nhiên không không nó có cái gì đó, nó có cái bếp sẵn là chúng ta đưa cái bếp vô thôi thì nó không kỵ nha các bạn. Đó là chỉ là di dời bếp là nó không kỵ, nhưng nó chỉ kỵ là mình đưa xi măng vô mình xây á, mình xây hoặc là mình đập ra mình xây lại á, thì nó là rất là kỵ à. Thì ngày này là ngày Nhâm Tuất, nó là hành thủy, nó thuộc về là trực trừ, nó là ngày thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 9 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 16 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 7. Bởi vì nó là ngày Tuất cho nên nó là rất là hợp với người tuổi Mão, người tuổi Ngọ và người tuổi Dần, và nó sẽ kỵ người tuổi tuổi Thìn và người tuổi Dậu, vậy là người tuổi Thìn và người tuổi Dậu không nên dùng vào ngày này. Đó. Và khung giờ tốt của nó là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút
và từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các bạn. Đó. Thì quy chiếu xem ngày tốt để chúng ta tạo bếp, sửa bếp, di dời bếp. Đến đây thì cũng đã quá dài. Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc quy chiếu tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh để kênh của Hạnh Nhật Tấn một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn, để sản xuất ra nhiều video hay hơn, để cống hiến lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị, cho tất cả mọi người và chúng tôi đều có lợi. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Chào.